Thưa quý thính giả, báo Nhân Văn bị đóng cửa như thế là vào giữa tháng 12 năm 1956, nhưng hơn 2 năm sau đó, những người liên quan đến Nhân Văn hay bị ảnh hưởng của Nhân Văn mà nói theo ngôn ngữ thời đó là bị nọc độc của Nhân Văn mới bị kỷ luật. Kỳ này, chúng tôi điểm qua hình thức kỷ luật dành cho những người chủ chốt. Trong cuốn sách dày 370 trang mang tựa đề Bọn Nhân Văn Sai Phẩm Trước Tòa án Dư luận do nhà xuất bản Sự Thật ấn hành vào tháng 6, 1959 tại Hà Nội, 83 văn nghệ sĩ đã có những bài viết về nhân văn sai phẩm và những người chủ trương. Nội dung chung của tất cả các bài viết ấy là những lời nhẹ thì phê bình lên án, nặng hơn thì thóa mạ, hạ nhục không tiếc lời những nhà văn, nhà thơ nhân văn sai phẩm từng có thời là bạn đồng hội, đồng thuyền với các tác giả. Văn phong của họ khác nhau và theo nhận xét của nhà nghiên cứu Thụy Khuê thì qua những văn bản tố, các tác giả đã để lại nhân cách, tri thức của mình trong ký ức dân tộc. Bà cũng ngậm ngùi nhận định rằng quyển sách đã ghi lại một thời kỳ mà nhân cách con người đạt tới đáy sâu của sự tha hóa. Cuốn sách ghi rõ tên của những người được gọi là bọn đầu sỏ, nhóm nhân văn giai phẩm. Đứng đầu là nữ sĩ Thụy An, nhưng chính nhà văn nữ này thực ra lại không hoạt động gì hết cho nhân văn như những kỳ trước chúng tôi đã trình bày. Những người bị kết án tù là Nguyễn Hữu Đang, Trần Duy, Phùng Cung, Trần Thiếu Bảo, chủ nhà xuất bản Minh Đức, còn các văn nghệ sĩ đều bị đưa đi lao động cải tạo, bị cô lập và không một tác phẩm nào của họ được xuất hiện trước công chúng trong ít ra là 30 năm. Trong cuộc chuyện trò vào năm 1999 với nhà nghiên cứu Thụy Khuê của chương trình văn học đài RFI, nhà thơ Lê Đạt nhớ lại. Lúc đầu thì mình đi, mình cũng lao động, mình cũng hăm hở. Mình hăm hở nghĩa là chắc là 2 năm thì xong. Thế nhưng mà 2 năm rồi không thấy ai nói gì về cái vấn đề ấy cả. Và lại tiếp tục 2 năm nữa rồi, nó dần dần, nó phai nhạt thì không ai nhắc đến cái việc nữa. Thì cái thời gian disponibility đó, thời gian mà phải đi, lúc nào người ta gọi mình đi lao động cũng được đó, là thời gian phải kéo dài trong 10 năm. Đấy như là 10 năm mình không phải đi hết, lúc nào mình đi nhưng mà người ta đi rồi người ta lại cho mình về, về rồi người ta lại kéo mình đi. Cái thời gian 10 năm ấy, tức là hình như thời gian mình dành cho cái việc đi lao động cải tạo. Thế còn sau này hết 10 năm thì ở nhà, thế nhưng ở nhà thì tôi không ngờ cái kỷ luật nó kéo dài. Tại vì như thế nó kéo dài, như thế là cả cái thời kỳ đi lao động và cả những thời kỳ mà được cấm thì là kéo dài gần 40 năm chứ. Mình thấy là nó đằng đẵng như thế mà mình coi như đó là một cái số mệnh thôi. Lúc bây giờ tôi cảm thấy nó đúng là một sự ghê gớm. Ông cũng nói về sự đối xử của xã hội lúc bấy giờ với ông. Tôi thấy anh Vũ Hồng Trương anh nói là lũ chúng ta lạc loài trong 7 đứa đấy, bị quê hương ruồng bỏ chúng này sinh ấy, thì chắc là anh ấy nói, anh chỉ nói văn chương thôi, chứ anh chưa biết thế nào thực tế là cái sự ruồng bỏ của xã hội. Mà một cái xã hội trong một cái xã hội nó toàn trị. Tại vì ai ta cũng sợ liên quan đến mình cả. Mình nói cho kiểu Việt Nam là người ta sợ lây hủi cả. Cho nên nhiều bạn bè tôi mà khi tôi đi ở một cái vỉa hè bên này thì họ thường thường trông sang cái xác cái vỉa hè bên kia. Thế tôi có nói là như là tôi cũng được vỉa hè. Và phấn đấu là người mất tích. Một thành phần quan trọng của môi trường sống, nhất là đối với văn nghệ sĩ, là bè bạn. Nhà thơ Lê Đạt kể lại về mối quan hệ lúc đó giữa ông với người bạn thân Văn Cao, đồng nghiệp Xuân Diệu và bạn thân Nguyễn Bình Thi như sau. Cái một người mà rất thân với tôi ngày xưa, là anh Văn Cao, tôi cũng không biết rằng anh Văn Cao trong cái thời gian sau này có còn là bạn của tôi hay không. Đấy là cái người gần tôi nhất. Thì tôi không biết rằng anh Văn Cao có nói không hay là anh có khuyến khích cái việc nói không, nhưng mà ở trong một thời gian sau cái nhân văn ấy thì có những dư luận nói rằng là như thế này, ông Văn Cao là không thân thì Dương với Đạt cũng chẳng gần cả. Người ta bố trí cho anh Xuân Diệu ngay cạnh giường của tôi nằm ngủ cùng với tôi để anh giúp đỡ xây dựng tôi đó. Thì trong một cái buổi họp anh Xuân Diệu nói như thế này thì chúng biết nó tàn tệ thế này. Xuân Diệu nói rằng bây giờ tôi phải nói với các đồng chí là tội của tôi cũng không đáng bao nhiêu, phải nói thế. Thì, mà đêm nào tôi cũng trằn trọc và tôi không ngủ được, nhưng mà tội Lê Đạt nó tày đình như thế mà tôi có thể nằm xuống giường nó ngủ ngay. Mà tôi thấy tất cả mọi người đều phải quay mặt đi, tất cả người xấu hổ. Và Thi là một người thân với tôi từ trước, thì khi đang Liên Xô thì là ở nhà xảy ra vụ nhân văn giai phẩm, thì anh ngoài thanh anh đánh kém quá. Thì lúc bây giờ tôi hiểu mới gọi Nguyễn Thi về. Thì khi lúc đó còn đủ tử tế để gọi tôi đến. Một số hôm tôi nhớ gọi đến quan sứ. Thì Thi nói rằng tao mày thì từ xưa là anh em. Mà bây giờ tao có cái nhiệm vụ là tao phải viết về mày.
thì ta thấy là lời nói đoại máu thì ta thấy nó khó khăn quá, thì ta định hỏi mà sang vấn đề thế nào. Thì tôi có trả lời khi tao không vấn đề là bây giờ đã đến thế này rồi thì cậu muốn biết thế nào thì cậu biết, mình cũng không có ý kiến gì cả. Với ông sao tôi thấy cái bà Nguyễn Thi thì tôi chẳng biết gì về khác mà nó chửi mình quá chó. Nhà thơ Hoàng Cầm thì kể lại với nhà nghiên cứu Thụy Khuê rằng không ngờ cái kỷ luật ấy kéo quá dài, chứ không phải chỉ 3 năm lao động như đã tưởng lúc ban đầu. Ông nói là thời gian cứ thể kéo đi, nó kéo thế nào mà cho đến năm 1988, tức là kỷ luật suốt 30 năm. Dần dần, Lê Đạt, Phùng Quán và Hoàng Cầm, Đặng Đình Hưng không được in một cái gì cả trong suốt 30 năm. Trong thời gian đó, nhà thơ phải lao động đủ mọi cách để sống còn, kể cả rủ Trần Dần đi làm nghề kéo xe bò. Một kết quả của những năm tháng đọa đầy đó là nhà thơ bị bệnh tâm thần, cụ thể là hoảng loạn và trầm uất, mãi từ cuối năm 1988 mới tự phục hồi. Bệnh bắt đầu từ sau khi nhà thơ bị bắt giam 18 tháng sau vụ bản thảo về Kinh Bắc. Lúc ấy, Lê Đạt đến thăm và ông tả lại rằng Hoàng Cầm đúng là một cái rẻ rách. Sau này, khi đã được phục hồi về cả sức khỏe lẫn vị trí trong nền văn học, nhà thơ vẫn không giấu được nỗi ngậm ngùi khi nhìn lại quãng đời đã qua của mình, như ông tâm sự với đài RFA. Về hoàn cảnh ở nước mình thì nhiều khi cũng rất là tiếc là không làm được cái này, không làm được cái khác. Thì cái đó là một cái nỗi đau hoặc là một cái sự tiếc. Tôi rất nhiều văn nghệ sĩ tại sao thì đành phải nói là tôi đã làm được cái gì để biết việc ấy thôi, nhưng còn thì còn nói là để mình đã đạt được cái ý nguyện của mình, cái khát vọng của mình thì ai cũng thấy rằng thì chưa đạt, thì đành chấp nhận như là số phận, chấp nhận như số phận. Thì đấy là một cái tâm trạng chung của những anh em thân thiết với nhau đấy. Nhà văn Phan Khôi và các giáo sư đại học như Trương Tửu, Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Đào Duy Anh đều bị cách chức, bao vây kinh tế và quản thúc tới khi qua đời. Nhưng đó không phải là hết. Còn không biết bao nhiêu người khác bị hệ lụy chỉ vì có liên quan nào đó với nhân văn sai phẩm, mà sự liên quan đơn giản nhất có khi chỉ là đọc một tờ báo nhân văn mà thôi, như lời nhà thơ Lê Đạt nói với nhà nghiên cứu Thụy Khuê. Những người mà bị ra tòa mà lên án, kết án chính thức thì không có nhiều, vẫn còn chỉ có chục người. Nhưng mà ở đất nước Việt Nam, những người đau khổ vì nhân văn tôi chắc rất nhiều, không thể đếm xuể được. Tại vì những người ta ủng hộ, những sinh viên mà đều là những phần tử ưu tú cả, hay là những cán bộ, người ta cũng khao khát một tí dân chủ, thì người ta chỉ cần có một tờ nhân văn, đọc một tờ nhân văn, hay là gửi tiền đến nhân văn, thì sau khi nhân văn bị đánh rồi, thì người đó coi như là bỏ vào sổ đen hết. Có thể là anh phải chuyển công tác, có thể anh phải đi lao động. Tôi đã gặp rất nhiều sinh viên, những cái cô sinh viên trẻ phải đi lao động rất lâu năm vì đã đọc nhân văn. Thì cái số người tôi không đếm xuể là tất cả anh. Nếu mà chị có cái chương trình lại thì chị phải bổ sung cái số người ấy. Tức là cái số người kia tôi nói là những người chính thức thôi. Còn cái số người vô danh ấy, những người mà cái đau khổ vô danh cũng là đau khổ chứ. Không phải chính cái đau khổ của những người có tên tuổi mới là đau khổ thôi. Tôi chỉ là duy nhiên tại vì tôi có tên tuổi. Chắc là tôi cũng không thể đau khổ của họ được. Chính là tôi cũng tự hỏi đấy. Không biết là mình đối với họ mới có tội gì không? Đấy là trong một cuộc đấu tranh cho cái mới thì lại duy nhiên là chúng ta mỗi người phải chịu mít. Nhưng mà họ đúng là họ không có cái ý thức gì cả. Họ chỉ có ham muốn không có sai lầm gì cả. Đọc một tờ báo, gửi một cái viện trợ mà sau này nó kéo có khi nó kéo cả một đời rồi. Cho nên đến bây giờ tôi vẫn không biết là cái công mình nhiều hay tội mình nhiều. Và lúc nào tôi cũng nghĩ nào lắm. Chắc là nếu mà chị có nói thì chị phải nói nhiều đến cái người ấy. Mà tôi cho số đông lắm, không thể đếm xuể được. Mà ở Việt Nam thì nó không có gì nó rõ ràng cả. Cái chữ nó rất nớt rồi, nhưng mà nó rất gây khó. Người ta gọi là liên quan. Liên quan là dính líu hết đó, nhưng mà anh lại liên quan thành gây gọi là liên quan với nhân văn, liên quan với địa chủ, liên quan với tư sản. Thì tất cả những người này cũng là một thứ liên quan mới, và liên quan với nhân văn, khổ lắm, rất là lớp sinh viên trẻ. Đi lao động, đi tất cả mọi thứ, khổ lắm. Mà có phải chỉ Hà Nội đâu, ở những các nơi, các tỉnh, các đều có những người ủng hộ cả. Thì những người đó mình không có bao giờ biết được thân phận của. Người bị đánh nhẹ nhất có lẽ là nhạc sĩ Văn Cao, bởi ông là tác giả của bản quốc ca. Ông chưa hề bị khai trừ khỏi đảng, chỉ phải đi lao động công nông trên Tây Bắc,
nhưng chỉ một thời gian thì được về vì xuất huyết bao tử. Trường hợp của ông có những nét đặc biệt nên chúng tôi xin để dành cho một kỳ tới. Mong quý vị đón nghe.